đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Chung một tạo hình của Trang, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, là sao hạng A nổi tiếng bậc nhất. Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba lần lượt bị đồng nghiệp ké phêm. Nếu là khán giả hay đi hóng drama trong showbiz hoa ngữ, chắc hẳn bạn sẽ thường xuyên nghe thấy những biệt danh tiểu xxx hay bản sao xxx 2.0. Mà những biệt danh như thế này không phải tự nhiên mà có, nguồn gốc đến từ nhiều diễn viên trẻ hiện nay muốn ké phêm tiền bối để giúp họ tăng nhiệt độ khi đi con đường lưu lượng. Những ngôi sao bị các đàn em cọ nhiệt tình nhất phải kể đến Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba. Đầu tiên thì phải nói đến Triệu Lệ Dĩnh, cô cũng là một ngôi sao tiêu biểu trong làng bị cọ nhiệt, và hai diễn viên trẻ buộc chặt với cô ấy nhiều nhất chính là Triệu Lộ Tư cùng Viên Băng Nghiên. Ngoài nhan sắc ra thì cô nàng bị ké phêm trên chính con đường phát triển sự nghiệp. Đối với những ngôi sao đi theo con đường lưu lượng như Triệu Lộ Tư và Viên Băng Nghiên thì những thành công vang dội của Triệu Lệ Dĩnh là thứ khiến họ mong muốn nhất. Triệu Lộ Tư sau khi thành danh thì bắt đầu tạo danh hiệu Tiểu Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ thích lên bài bản thân có gương mặt baby như đàn chị mà cô ấy còn học hỏi cả hướng phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu chú ý có thể thấy Viên Băng Nghiên thậm chí còn quá đáng hơn cả Triệu Lộ Tư. Ngoài việc bắt chước phong cách rồi tìm góc chụp cho thật giống Triệu Lệ Dĩnh ra thì Viên Băng Nghiên cũng đóng rất nhiều phim cổ trang, y hệt như con đường mà người đẹp Minh Lan truyện từng đi lúc mới bạo ngày trước. Nếu như Lưu Diệc Phi bị ké phêm vì nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh bị cọ nhiệt vì hướng phát triển sự nghiệp thì các ngôi sao lại thích học hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba ở khoảng thời trang. Địch Lệ Nhiệt Ba mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện đều chiếm trọn spotlight vì nhan sắc xinh đẹp cùng tạo hình đỉnh của chóp. Với phong cách ấn tượng như thế này, không có gì lạ khi những sao nữ đều chăm chỉ copy paste từ nàng mỹ nữ Tân Cương. Nhưng không phải ai học theo Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thành công được. Năm 2022, Triệu Lộ Tư xuất hiện với phong cách đậm chất Địch Lệ Nhiệt Ba cùng tần suất dày đặc. Nhưng nhìn vào những hình ảnh so sánh, bạn sẽ thấy khả năng cân đồ của người đẹp tinh hán sáng lạng không tốt lắm. Quả thật, vóc dáng của Triệu Lộ Tư không chuẩn chỉnh như Địch Lệ Nhiệt Ba nên việc phối đồ cũng khó. So với Triệu Lộ Tư thì Vương Sở Nhiên lại ổn áp hơn hẳn. Lợi thế của nữ diễn viên nghe nói em thích tôi là chiều cao cùng vóc dáng ấn tượng nên cô ấy không bị lỗi khi bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba. Đều là những sao nữ hàng đầu của màn ảnh hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là những cái tên được săn đón nhất thời điểm hiện tại. Vì vậy, một blogger bên Trung đã lên một bài viết so sánh hai nữ diễn viên trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây, một bài viết liên quan đến hai diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhân vật Thẩm Ly của Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và Kỷ Vân Hòa của Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh. Với những fan của Cửu Lộ Phi Hương hẳn sẽ nhận ra điểm chung của cả hai nhân vật Thẩm Ly và Kỷ Vân Hòa đều được chắp bút bởi cùng một tác giả. Trong Ngự Giao Ký, nàng mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ với ngoại hình và phong thái cuốn hút cùng phần trình diễn mãn nhãn. Còn ở Dữ Phượng Hành, trong loạt hình hậu trường và poster mới được hé lộ, netizen đang rất hào hứng khi chứng kiến tạo hình nữ cường đầy uy nghi của Triệu Lệ Dĩnh trong lần tái hợp với Lâm Canh Tân này. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, chủ đề trên đã thu hút số lượng lớn fandom hai nhà và netizen vào tương tác. Được biết, đây không phải là lần đầu hai nữ diễn viên được đem ra so sánh. Trước đó, khi Trường Ca Hành được lên sóng, tạo hình nhân vật Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận đã được cộng đồng mạng liên tưởng đến nàng Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên thời điểm đó, hình ảnh Sở Kiều diện giáp bào xông pha trận mạc với ánh mắt sắc lạnh đã trở thành bất hủ, khó có thể vượt qua. Hiện tại, cả hai nữ diễn viên đều sở hữu cho riêng mình những dự án chờ lên sóng. Với Triệu Lệ Dĩnh, Dữ Phượng Hành đã đóng máy, còn Địch Lệ Nhiệt Ba đang có hai tác phẩm chất lượng là An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh chờ ngày công chiếu. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc tái chiến bùng nổ trên màn ảnh nhỏ sắp tới.